Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo trang thực phẩm an toàn cho mọi người, việc hiểu rõ những loại thực phẩm nào không nên ăn, cần tránh xa là rất quan trọng. Những món thực phẩm dưới đây rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu ăn không đúng cách thì hậu quả mà chúng đem lại khôn lường. Khoai tây mọc mầm. Nếu để lâu khoai tây sẽ mọc mầm, khi đó sẽ sinh chất độc, Solanin, Chất này kích thích mạnh đến niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Nếu ăn khoai tây mọc mầm, có nguy cơ bị đau bụng, ỉa chảy, nôn mửa, thậm chí là bị suy hô hấp. Cà chua xanh. Cà chua xanh có chứa chất độc solanin. Do đó, khi ăn cà chua xanh, khoang miệng có cảm giác đắng chát. Sau khi ăn, có xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt buồn nôn, nôn mửa. Giới khoa học còn cảnh báo ăn cà chua xanh sống càng nguy hiểm. Cường dập. Theo một số nghiên cứu, do quá trình dập nát cũ hỏng mà bên trong củ gừng đã xảy ra một chất độc hại có tên là sismon. Chất này nằm trong cả củ gừng chứ không phải chỉ ở phần dập nát nên không thể cắt bỏ hết. Đây là hoạt chất với độc tính rất cao có thể gây sự biến đổi tế bào gan của một người đang khỏe mạnh cho dù lượng chất này có thể bị hấp thụ rất ít. Mật cá Trong mật cá có một chất ancol steroid gọi là 5 a Cyprinol. Chất này sau khi vào dạ dày, vào máu, đi tới gan, thận, gây ra suy gan và suy thận cấp. Triệu chứng xuất hiện 1 đến 2 giờ sau khi ăn mật cá. Người bệnh khó chịu đau bụng buồn nôn hoặc tiêu chảy. Một ngày sau thấy đái ít dần rồi vô niệu, có thể phù hai chân, đau đầu, tăng huyết áp, vàng da nhẹ dần tới suy thận, suy gan và tử vong sẽ xảy ra nếu không đi cấp cứu tại bệnh viện để lọc máu. Gan, da cóc, Do độc tố, bufotustin là một chất khác có nhiều trong gan. Trứng da cóc 1-2 giờ sau khi ăn, các độc tố này gây ra các triệu chứng nổi bật cho người bệnh là đau bụng buồn nôn, nôn tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim nặng, suy hô hấp và ngừng thở, trị mạch tử vong chỉ sau 3-4 giờ nếu không được cứu chữa kịp thời. Dưa muối chưa kỹ Nếu không biết sử dụng đúng cách thì dưa muối đôi khi lại trở thành thứ gây hại bởi vì trong một vài ngày đầu muối dưa vi sinh vật sẽ chuyển hóa nitrat sang các nguyên liệu thành nitric, làm hàm lượng nitric tăng cao, độ pH giảm dần, có nghĩa là độ chua tăng dần lên. Ăn dưa ở giai đoạn này thì có vị cay, hăng, hơi đắng vì chưa đạt yêu cầu. Ăn loại dưa này chứa nhiều nitrat, ăn vào rất có hại cho cơ thể. Chè bị mốc, nếu phát hiện chè bị mốc tức là nó đã nhiễm penicillin và aspergillus nếu uống trà bị mốc, nhẹ cũng cảm thấy chóng mặt, tiêu chảy. Đậu xanh không nấu chín. Đậu xanh có chứa saponin và lectin. Saponin, một chất kích thích mạnh mẽ đối với đường tiêu hóa của con người, có thể gây ra viêm xuất huyết, giải thể các tế bào máu đỏ. Vì vậy, nếu ăn đậu xanh chưa nấu chín, dễ bị ngộ độc. Bắp cải thối. Trong bắp cải thối có chứa ricin, chất này đóng vai trò trong sự hình thành methemoglobin trong máu người khiến máu mất các chức năng oxy, làm cho ngộ độc oxy chóng mặt, đánh chống ngực, nôn mửa, tím môi, bị nặng có thể gây bất tỉnh co giật khó thở, không kịp thời cứu hộ có thể đe dọa đến tính mạng. Trứng gà sống Lòng trắng trứng gà sống khi ăn vào cơ thể rất khó hấp thu. Trong trứng gà sống có các chất làm cản trở sự hấp thu dinh dưỡng cơ thể và phá hoại công năng tiêu hóa của tụy tạng. Ngoài ra ăn trứng gà sống rất mất vệ sinh, dễ được các vi khuẩn vào cơ thể gây bệnh. Bí ngô để lâu, bí ngô già để lâu, bí ngô chứa hàm lượng đường cao hơn nữa do lưu trữ thời gian dài khiến bên trong bí ngô xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí lên men và biến chất, vì vậy khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Mộc nhĩ tươi, mộc nhĩ tươi chứa chất nhạy cảm với ánh sáng. Chất bofirin sau khi ăn với sự chiếu dọi của ánh nắng mặt trời chúng ta rất dễ bị viêm da xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phù thủng, đau nhức. Có người bị phù nề thanh quản sẽ gây nên tình trạng khó thở. Vì vậy, chỉ nên ăn mộc nhĩ khô, ngâm trong nước, nấu lên thì mới an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với chủ đề Các thuốc hỗ trợ đề kháng cho người bị viêm amidan tái phát. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt